Chiều 12 tháng 1, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Public và trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức trao đổi với báo chí về thông tin lan truyền trên mạng có liên quan đến sinh viên Public học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh. Đại diện hai nhà trường đều khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong tối 11 tháng 1 là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hai nhà trường và gây tâm lý hoang mang cho sinh viên. Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, thông tin xôn xao trên mạng xã hội về nữ sinh viên Public bị xâm hại và tự tử trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, không có bất kỳ sự việc nào như thông tin đang lan truyền trên mạng xảy ra tại trung tâm. Các đối tượng đã tự ý cắt ghép hình ảnh lồng tiếng rồi phát tán lên mạng nhằm mục đích xấu. Thông tin chính xác của vụ việc là vào tối cách đây 2 ngày, tức là vào ngày 10 tháng 1, tại khu nội trú nữ phòng có 18 đến 20 sinh viên nữ, thì có một em sinh viên bị mất tiền. Các bạn đổ lỗi cho một nữ sinh viên tên là H. Do bị nghi ngờ, gây ảnh hưởng tâm lý, H đã xô cửa chạy ra ngoài la hét khóc lóc. Ngay lúc này, cán bộ quản lý ở tầng trệt chạy lên nắm bắt tình hình và thấy H bị kích động tâm lý nên mời em xuống phòng để tìm hiểu sự việc và liên hệ phụ huynh để đưa em H về nhà. Trong lúc xảy ra sự việc, một nữ sinh viên ở dãy đối diện quay clip, sau đó có chia sẻ cho hai bạn sinh viên và có nói thấy đông nên quay để xem thử. Tuy nhiên, clip tung lên mạng tối 11 tháng 1 lại hoàn toàn khác với nhiều hình ảnh bị cắt ghép. Cũng theo đại tá Nguyễn Tiến Sơn, sau khi nắm sự việc đã có công văn gửi ban giám hiệu Public trong ngày 11 tháng 1. Tuy nhiên, đến tối 11 tháng 1 lại xuất hiện clip cắt ghép lồng tiếng hoàn toàn sai sự thật và lan truyền chóng mặt. Xét thấy vấn đề rất nghiêm trọng nên nhà trường đã có công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh để vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm các đối tượng đã lan truyền clip sai sự thật này để xử lý. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Public cho biết, sáng 12 tháng 1, nhà trường đã làm việc với trường Quân sự Quân khu 7 và hơn 300 sinh viên, kể cả sinh viên quay clip và sinh viên bị mất tiền để ghi nhận toàn bộ sự việc. Sự thật hoàn toàn đúng như trường Quân sự Quân khu 7 đã ghi nhận. Tiếp đó đăng toàn bộ nội dung sự việc lên mạng để toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nắm rõ sự việc. Tại buổi trao đổi, hai nhà trường cũng mời sinh viên bị mất tiền, sinh viên quay clip và sinh viên đưa clip lên mạng xã hội để nói về sự việc. Về phía những sinh viên có liên quan đến vụ việc, ban giám hiệu hai trường cũng đã làm việc để ổn định tinh thần cho các em yên tâm tiếp tục học tập. Riêng sinh viên H, nhà trường đã liên hệ trực tiếp với gia đình để động viên và hỗ trợ chuyên gia tâm lý để giúp em H.